anh ra ngoài ăn coi. Bà Na mới vô duyên không kìa. Vô duyên quá anh Na. Bà Na đi xuống đi. Na xuống nha. Na điệu quá, ẵm em xuống đi Bảo, coi chừng em té Bảo. Ẵm Na xuống. Rồi, Na qua đây, Na qua đây. Vô đây xin ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, xin với em quá trời luôn này. Sủ á. Có sủ á. Đó là chiều bằng sủ đi ghé ngang, xong rồi bằng sủ đưa bánh kem, xong bằng sủ về. Tặng Su bánh kem bất ngờ ra á. Đâu có nói gì đâu. Đó là tắt coi TikTok đi. Ôi quà của anh xin khỏi khui. Quà của anh xin thấy rồi. Giờ khui quà của chị Ngọc thôi. Đóng cửa lại đi. Nghe tiếng nhạc rồi. Quà đó của chị Ngọc, khui quà của chị Ngọc đi. Khui quà của chị Ngọc trước nha. Đóng cửa, lại ra không mua, không mua chú ơi. Ôi. Ok, áo đẹp quá. Có quá trời áo khoác luôn rồi ha. Đây là thay đổi luôn rồi, để lên trên cao rồi. Khui hộp quà này đi. Để lên. Ông cô xin. Con Nhung Nguyễn, con Nhung Nguyễn chúc con sinh nhật vui vẻ, ngoan học giỏi, nghe lời mẹ. Yêu thương nè, chúc con tất cả. Bye.
Rồi bà ngoại với chị Ngọc với chị Hoài dọn dẹp cái là xong. Ăn xong cái là gom dục luôn hết mọi người. Ăn xong cái là dục hết luôn chứ không có rửa lá gì hết trơn á. Tặng là đồ ai rồi vậy cho dễ ha. Tốn có 30 ngàn á. Mấy cái gì đó có một đống luôn có 30 ngàn còn dư quá trời luôn. Ủa Khoa, Khoa con ơi nãy tiền, mày tiền còn bỏ trong túi không? Đâu rồi coi. Đâu rồi. Kẹt tay cái gì kìa. Rồi. Đây là cái hậu sinh nhật nha mọi người. Xong rồi Su tắm rửa, xong rồi Su vô, Su măng mê với cái món đồ chơi, cái mấy cái đồ chơi này nha mọi người. Cái này Su nói là của ai? Của cô Nhung Nguyễn. Của cô Nhung Nguyễn, cô Nhung Nguyễn nhờ mẹ mua tặng cho Su á. Hả? Cảm ơn cô Nhung Nguyễn. Su thích cái này lắm luôn mọi người, hình như là Su khoái hình dáng á mọi người. Chị Ngọc tặng áo khoác đẹp, được tặng cặp, tặng áo khoác, rồi bánh kem, rồi tiền nữa, thích quá rồi. Anh Khoa với Bảo đem phong bì qua nhưng mà mẹ không có cho lấy. Mẹ chỉ cho mấy bạn mà tặng quà thì mẹ cho lấy thôi, còn anh Khoa thì mẹ với anh Bảo thì không có cho. Ủa cái này mẹ mua ở đâu rồi? Mẹ mua ở đâu hả? Đẹp không? Đẹp. Thì mẹ mua ở chỗ bán chứ đâu. Nhiều lắm luôn mọi người. Nãy khui ra Su nó phái lắm. Nè. Máy. Máy á. Trời em đang, em đang cắt ghép video. Tự nhiên Lan nó điện thoại. Su ơi, Su chưa ngủ nữa hả? Cô Lan kêu Su xuống cái nhà làm gì cả. Lấy cái gì giùm cô Lan cả. Ngắm hoài. Nó chơi hồi nãy giờ luôn á. Đi mình hay là đi với mẹ? Đi với mẹ. Nhìn la đi. Để ra chung hay la thấy thì tôi. Giấu nữa sợ Na thấy thì tôi nữa. Hai con gấu đi. Đi vô. Ghiền cái hình dáng đó hả? Thấy chịu. Mở cửa ra. Đi, đi ra cô la. Thôi mẹ đứng đây mẹ đợi. Đi luôn hả? Rồi dép. Dép nhìn giống của chị Hoài. Không có chị Hoài. Xe của ai vậy ta? Xe của người làm. Ý. Đi ra luôn. Ôi trời ơi. Trời ơi. Cảm ơn cô Lan ơi. Trời quá trời ơi. Cảm ơn cô Lan nha. Trời ơi cô Lan. Nhanh lên. Đã luôn rồi, tiêu rồi, đi vô. Kiểu này là đầy cái giường là đầy góc bông luôn rồi, không có chỗ nằm luôn rồi. Trời ơi, cô Lan tặng nguyên con gấu chà vá luôn. Trời ơi, dữ thiệt chớ, cô Lan chơi. Trời ơi, rồi, giờ trong phòng là góc bông không có chỗ ngủ luôn rồi. Cô Lan chơi tặng nguyên con gấu chà bá luôn. Trời ơi, kinh lên sao nổi. Tháo cái dây ra đi, tháo cái bọc ra luôn đi. Cần cần ha, đem lên phòng đi tháo. Đem lên phòng tháo. Giờ để cái bọc này đựng ra. Kinh nổi không? Món quà nặng nề quá. Em kinh nổi không? Mẹ kinh chưa? Mới hả? Trời ơi quá trời quá đất rồi. Đụng hổ hai con mèo mới té xỉu. Uống gì là la ấy quà đi khui ra. Ai nói giờ còn nắm tay. Trời ơi hai con gấu kia.
Hai con này là muốn đụng sổ rồi. Muốn lấy rồi. Ôi mẹ, tôi đụng không? Ừ. Lấy coi chân dơ, lụm đem lên luôn. Trời ơi, bự chà bá luôn mọi người ơi, con gấu này nó bự còn hơn xu nữa. Nó ba mấy 40 kg luôn á. Trời ơi, nó bự lắm mọi người ơi. Hình như mẹ thấy còn cái tem nữa nè xu. Còn cái tem nữa nè. Kiểu này là mai mốt là mong cô Lan có em bé nhanh nhanh để còn sinh nhật đầy tháng em bé của cô Lan còn có cơ hội trả quà lại hay chưa. Mình tạo một cái em hơi giống em. Trời ơi, cô Lan à. Nhà em không có gì nhiều, tặng ba mấy con có bông có chút ép à. Quá trời quá đất luôn rồi. Bây giờ là cái phòng là có mấy con gấu bông này, còn chưa tính thêm mấy con gấu bông mà cất trong tủ nữa. Và để gấu bông ra là đầy cái giường luôn. Nhà em không có gì nhiều, tặng mấy con gấu bông có li ti à. Đi tìm có chút xíu à.